Quốc Bình, Tà Đức Trí. Xin được gửi lời chào thân ái quý vị trong chương trình Thời sự trong ngày của Đài truyền KVLA được phát sóng trên băng tầng 57.8. Và hôm nay đã là ngày thứ tư, ngày 24 tháng Giêng năm 2018. Xin gửi lời chào thân ái tại Đức Trí ngày hôm nay. Và yeah, cũng uh, xin gửi lời chào đến Quốc Bình, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả. Vâng, cũng như thường lệ thì tại Đức Trí và Quốc Bình sẽ gửi qua những bản tin đáng chú ý trong ngày thứ tư. Sau đó chúng tôi sẽ vào phần điểm tin và thời sự. Và để bắt đầu là những bản tin đặc biệt sau đây, như người bị thương vì động đất và bão tuyết tại Nhật Bản. Trận bão tuyết mạnh nhất từ 4 năm nay đã khiến hơn 330 chuyến bay từ thủ đô của Nhật Bản Tokyo đã bị hủy bỏ vào ngày 22 tháng Giêng vừa qua. Ít nhất có 67 người bị thương do bị trượt ngã tại thủ đô Nhật Bản Tokyo. Tuyết rơi dày hơn 10 cm trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Nhà khí tượng quốc gia lo ngại về thiệt hại về vật chất và làm xáo trộn giao thông. Trong khi đó, núi lửa Kusatsu Shiran gần một khu vực trượt tuyết phía tây bắc của thủ đô Tokyo đã phun trào và khiến ít nhất là 16 người bị thương. Và một trận động đất khác rất mạnh làm rung chuyển thủ đô Jakarta của Nam Dương. 23 tháng Giêng vừa qua, nhân viên trong nhiều tòa nhà văn phòng cao tầng ở thủ đô của Nam Dương đã được di tản. Tuy nhiên, chính quyền địa phương loại trừ khả năng xảy ra sóng thần và chưa nêu ra con số nạn nhân. Theo nhà khảo sát địa chất của Hoa Kỳ, trận động đất xảy ra ở độ sâu 43 km và tâm chấn nằm cách phía tây nam của tỉnh Banten khoảng 81 km. Và một bản tin liên quan tới Trung Cộng. Trung Cộng mời châu Mỹ Latin và vùng Caribbean tham gia một vành đai, một con đường. Ngày 22 tháng Giêng 2018, Trung Cộng lên tiếng mời châu Mỹ Latin và các quốc gia vùng Caribbean tham gia kế hoạch con đường tơ lụa mới, một vành đai, một con đường, coi đó là một phần của thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế và chính trị tại khu vực vốn chịu nhiều ảnh hưởng mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong lịch sử. Theo Ngoại trưởng Trung Cộng, khu vực này vốn thích hợp một cách tự nhiên với sáng kiến một vành đai, một con đường. Trong cuộc họp giữa Trung Cộng và 33 thành viên của cộng đồng các quốc gia trong Mỹ Latin và Caribbean các bên đã ký một thỏa thuận mở rộng mối quan hệ ngoại giao và kinh tế. Hoa Kỳ mở cửa tòa đại sứ tại Jerusalem trước cuối năm 2019. Trong một chuyến công du tại Do Thái, khi đọc diễn văn trước Quốc hội Do Thái vào ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence thông báo rằng tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Tel Aviv sẽ được chuyển về Jerusalem vào cuối năm 2019. Ông còn cho biết thêm, Jerusalem là thủ đô của Do Thái và Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngay lập tức chuẩn bị di dời tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Phản ứng trước thông báo trên Palestine cho rằng phát biểu của Phó Tổng thống Mike Pence là món quà cho những kẻ cực đoan. Từ Tel Aviv trở về Jerusalem và sẽ đó là cuối năm 2019. Vậy là đã có chính thức cái thông báo và chúng ta thấy là cái này chúng ta có theo dõi cái bản tin và không biết chừng nào giờ thì bây giờ chúng ta đã biết rõ cái cái dự định sẽ rời vào cuối năm 2019 yeah. sắp tới đây. Và quay sang với Pháp, thưa quý vị, Pháp tổ chức Diễn đàn Quốc tế về An ninh mạng. Ngày 23 tháng Giêng vừa qua, đã có hơn 10.000 chuyên gia an ninh mạng và các nhà lãnh đạo an ninh mạng tư nhân và của chính phủ tập trung về thành phố Lily thủ miền Bắc của nước Pháp để tham gia diễn đàn quốc tế về an ninh mạng nhằm tìm những giải pháp đối đầu với nạn tin tặc đang có xu hướng tăng mạnh trên toàn cầu. Theo một nghiên cứu được Norton công bố, nạn tin tặc đã khiến cho người Pháp mất gần hơn 6,1 tỷ euro. Đó là bản tin liên quan đến Pháp quốc và quay sang với Miến Điện. Biến điện tố cáo Bangladesh đình hoãn hồi hương người Rohingya. Chương trình hồi hương người Hồi giáo Rohingya tị nạn tại Bangladesh trên nguyên tắc bắt đầu vào ngày 23 tháng Giêng, nhưng đã bị đình chỉ và đình hoãn. Biến điện lên tiếng tố cáo Bangladesh thiếu chuẩn bị và đã gây chậm trễ trong lúc biến điện đã hoàn toàn sẵn sàng. Bangladesh còn bị chỉ trích là không thông báo trước. Trong khi đó, các viên chức của Bangladesh ở vùng biên giới cho biết họ đã thấy cháy lớn tại một ngôi làng của người Hồi giáo Rohingya xảy ra vào tối ngày 22 tháng Giêng vừa qua và nghe cả tiếng súng nổ trước khi lửa bốc lên. Khu vực ngôi làng bị cháy thuộc phía tây của Biến Điền là nơi dự trù đón người tị nạn hồi hương. kính thưa quý vị, tiếp theo là phần bình luận thời sự với các chủ đề như sau. Những bản tin tệ hại liên quan đến Việt Nam. Trung Cộng chỉ trích các cuộc tuần tra hàng hải tự do của Hoa Kỳ. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2018, Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích Nga về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria. Và đó là phần thời sự của ngày thứ tư hôm nay. Và trước hết thì chúng tôi xin được bước vào phần bình luận về tin tại Việt Nam. Những bản tin tệ hại liên quan đến Việt Nam thì thương tại Đức Trí, mấy ngày vừa qua, cư dân trên các truyền thông xã hội loan truyền hai bản tin tệ hại có liên quan đến Việt Nam. Đó là những bản tin gì thưa anh? Dạ thưa anh, thưa tất cả quý vị một cái bản tin liên quan đến việc Đài Loan phát giác một đường dây trộm cắp hàng hóa của người Việt Nam một tin nói về văn phòng thương mại thuộc tòa đại sứ Việt Nam ở Chile phơi vi cá mập trên nóc nhà gây hôi thối khiến cư dân ở khu vực lân cận phản ứng phơi vi cá mập trên nóc nhà yeah. cái này những vi cá lẩu hay sao mình cũng chưa có biết nhưng đây là những bản tin loan truyền trên các truyền thông xã hội trên yeah. mạng và thật đáng tiếc chuyện trộm cắp tại Đài Loan trước hết đã xảy ra như thế nào thưa anh? Dạ thưa anh, bản tin vào ngày 21 tháng Giêng 2018 đăng trên tờ Nhật Báo Taiwan News cho biết một nhóm gồm có 3 phụ nữ và một người đàn ông đã giả dạng làm du khách để thực hiện ý đồ trộm cắp bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ và đang bị điều tra bởi vì họ bị tình nghi đã thực hiện những vụ trộm cắp hàng hóa tại nhiều cửa hàng tại Đài Loan và cái chuyện mà trộm cắp vặt này chúng ta thấy thường nó xảy ra cho người Việt Nam đi du lịch ở nước ngoài những người công dân tại Việt Nam chứ không phải người Việt Nam tại hải ngoại. Thật là một chuyện đáng tiếc và một chuyện rất biến và chúng ta thấy cũng đã xảy ra ngay yeah. cả chính những cầu thủ basketball của Hoa Kỳ yeah. và đây là cái vấn đề rất là xấu hổ yeah. và quý vị cũng biết có nhiều quốc gia đó chẳng hạn như Nhật Bản yeah. người ta đề cái những cái bản là cánh chừng những người du lịch như từ Việt Nam yeah. pickpocket hay là trộm cắp trộm vặt trong những cái cửa hàng thì các cửa tiệm đều có máy kiểm soát thưa anh. Ở cả quốc gia thì vì sao những người này có thể trộm cắp những món hàng hóa đem ra ngoài mà không hề ai có thể hay biết chuyện này xảy ra? Dạ thì thưa anh cũng theo tờ Nhật Báo, Taiwan News đã trích dẫn một nguồn tin từ cảnh sát đã từng thuật rằng ba phụ nữ giả vờ vào cửa hàng mua sắm trong khi người đàn ông đi kèm sách theo một túi để đựng đồ đánh cắp vì túi làm bằng giấy bạc máy kiểm tra an ninh không phát hiện được các món hàng bên trong thì chúng ta thấy lại lại thêm một cái một cái vấn đề tức là những cái người trộm cắp lại biết cái cách để mà qua được cái máy qua mặt những cái máy cái máy cái không kêu tìm. nhưng mà họ không qua được video camera dạ. an ninh dạ. tại vì những hình ảnh này có thể họ vẫn ghi được cái cách mà bỏ đúng vào rồi. cái túi dạ, đúng. mặc dù không qua được cái cái máy kêu nhưng mà chúng ta thấy bị bắt là có cách người đã nhìn thấy dạ. người ta đã thấy được qua cái hệ thống video an ninh và nếu mà nói như vậy thì cảnh sát Đài Loan phát giác các vụ trộm cắp này từ bao giờ thưa anh? Dạ thưa anh, sự kiện này được uh, phát giác vào ngày 15 tháng Giêng vừa qua sau khi một uh, cửa hàng ở nhà ga chính của Đài Bắc trong lúc kiểm kê hàng tồn kho khám phá rằng họ đã bị lấy mất 107 món hàng họ đã nhanh chóng thông báo với cảnh sát địa phương dựa trên các đoạn video do uh, camera an ninh ghi lại thì cảnh sát đã kết luận rằng một nhóm du khách người Việt đã ghé vào cửa hàng ngày 2, 12 tháng Giêng và chính họ là thủ phạm đúng vậy đúng vậy là họ đã nhìn qua camera và những cái video an ninh và còn những vụ trộm cắp khác thì đã họ đã từng bị bắt như thế nào thưa anh đã từng xảy ra dạ thưa anh thì theo cảnh sát đài Loan sau đó cho biết rằng nhóm này cũng đến một cửa hàng khác mua sắm vào ngày 13 tháng Giêng và chủ cửa hàng cũng thông báo cho nhà à, chính quyền biết được là họ bị mất 295 món hàng. Tiếp theo đó, một cửa hàng ở Đài Trung thông báo 332 món hàng của họ đã không cánh mà bay sau khi một nhóm 4 người Việt nổi trên ghé vào cửa hàng của họ. Họ làm quá nhiều, tại dạ. vì không phải ít mà tới 300 mấy món hàng dạ. và liên tục hai ngày liên tiếp thì phú bình nghĩ thưa anh đạo đa trí đây là một cái cũng họ không có để ý dạ. tại khi nó thành một cái series là một cái chuỗi xảy ra thì đó là một cách để cảnh sát người ta theo dõi từng bước đi và người ta thấy được cái 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 sự lặp lại dạ. của cái, cái chuyện, chuyện lặp đi lặp lại, lại. Dạ. và cũng là cái nhóm này khi họ bước dạ. vào thì bị mất và nếu nói như vậy thì làm sao nhà chức trách tìm ra nghi can trong khi có rất nhiều du khách việt nam đến đài loan thưa anh dạ thưa anh với sự giúp đỡ của một văn phòng du lịch ở đường nanking east thì cảnh sát đã tìm ra tung tích của nhóm du khách người Việt. Một trang mạng tin tức tại Đài Loan, tiếng Anh, cho biết cả bốn người này đều bị bắt giữ và câu lưu. Và cũng theo nguồn tin này, các nghi can hình như biết họ bị theo dõi và đã tìm cách đổi vé để rời khỏi Đài Loan về nước sớm hơn lịch trình của họ. Nhưng mà lê. Và như vậy thì tăng vật có thu giữ được không? Và trị giá các món hàng ăn cắp này trị giá lên đến bao nhiêu thêm? Và dạ, thưa anh, cảnh sát đã lục soát các căn phòng khách sạn mà nơi họ cư trú đó thì đã phát giác 14 chiếc vali chất đầy hàng trộm cắp và trị giá ước lượng lên tới 1 triệu tiền Đài Loan. Có 4 người mà tới 14 cái vali dạ. và lên trị giá ước lượng đến 1 triệu tiền Đài Loan. Mình dạ. cũng không rõ được cái tiền 1 triệu tới đâu nhưng mà có mình nghĩ chắc là cũng nhiều lắm. Dạ. Thành ra đây là một cái vấn đề và cái thú vị số tăng vật hơn 30.000 Mỹ Kim đó là ngang như một triệu Đài Loan đã bị tịch thu và nếu nói như vậy thì thực sự là chúng ta thấy có một cái vấn đề của những người du khách tới tới Đài Loan anh có nghĩ đây là một cách để họ làm business không họ tới đó để mục đích là để ăn cắp thôi chứ không phải đi du lịch họ dạ, có thì, kế hoạch trước? Không? Dạ thì thưa anh Bình thưa tất cả quý vị đây là cũng là một cái chuyện nó rất, rất là đáng tiếc và đáng buồn và cho người Việt Nam mà như là đây không phải là cái lần đầu tiên chúng ta ừ, nghe những cái bản tin này chúng ta uh, cũng thỉnh thoảng nghe những cái bản tin thí dụ ở bên Nam Hàn Uh, rồi uh, rồi Nhân ở mà, Nhật bây giờ qua tới Đài Loan mình hình như là không có nghe bên Mỹ nhiều yeah. tại vì bên Mỹ chắc họ không dám yeah. nhưng mà nói chung là không có nên tất cả những cái vấn đề này là tiểu hình thôi nhưng yeah. mà vẫn là vấn đề trộm cắp yeah, và nhiều khi lại tùy theo cái trị giá hình tài trí nhiều khi ít hay nhiều nhưng yeah. mà nó sẽ là một cái vấn đề khi mà đã có tới gần một triệu yeah. tiền Đài Loan và đó là vấn đề của những người Việt Nam tại Đài Loan và những cái bản tin kế tiếp mà chúng ta cũng thấy trên các trang mạng truyền thông nói đến rất nhiều là cái vụ phơi vi cá mập ở Chile trên nóc nhà của tòa đại sứ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại quốc gia này thì anh hay gợi ý những điểm chính thôi. Và theo trang báo điện tử El Mostrador và kênh truyền hình Mega đó thì lần lượt loan tin là vào ngày 19 và 20 tháng Giêng đó, thì họ cho biết rằng văn phòng thương mại thuộc tòa đại sứ Việt Nam ở Chile phơi vi cá mập trên nóc nhà đã gây hôi thối khiến cư dân ở khu vực lân cận phải phản ứng. Cái chỗ này không phải là cái chỗ phơi vi cá, dạ. chỗ này là cái tòa đại sứ một khu một cái building thương mại của tòa đại sứ. làm sao thì... mà họ có được vi cá mập hả anh? cũng một cái chuyện khá lạ luôn. chắc phải đọc thêm có phải là vi cá lậu hay không? Dạ. và có phải là cái vấn đề mà của một cá nhân nào hay là dạ. một, của một cái công ty hay là của một cái cơ quan của nhà nước này thành ra văn phòng của thương mại của tòa đại sứ Việt Nam ở đâu và tại sao lại có vấn đề này xảy ra Thế dạ, cái văn nơi... phòng này. Dạ, thưa anh? dạ thì nơi dạ anh Bình và thưa tất cả quý vị nơi phát giác ra việc phơi hàng trăm vi cá mập là từ ngày 13 tháng Giêng vừa qua và cho đến khi bản tin được loan truyền đi khắp mọi nơi đó thì chính là tại căn nhà ở số là 2897 đường Eliodoro Janes tức là bây giờ có địa chỉ luôn rồi nhưng mà nó gần cái tòa đại sứ của cộng sản Việt Nam thì phải dạ. đây và, là và thứ anh các cư dân sống trong vùng lân cận đã chụp hình để làm bằng chứng và bây giờ những cái hình này nó đã lan truyền trên internet <laughs> và người dân hình như là họ có liên lạc với tòa đại sứ của nhà công viên cộng sản Việt Nam tại quốc gia Chile để làm rõ vấn đề này và thực sự cái chuyện này có hay không tên. dạ thưa cũng theo trang báo El Mostrador đó đã cố gắng liên lạc với tòa đại sứ Việt Nam đó và cũng đã à, nói điện thoại để mà hy vọng à, có thể À, phỏng vấn một số người mà không họ muốn không muốn à, đưa ra danh tính thì tờ báo này à, cho rằng những người này không phủ nhận cái sự tồn tại của các vi cá và đã cúp máy không trả lời tiếp không trả lời thì cũng khó nói nhưng mà chính phủ Chile thì có phản ứng như thế nào thưa và dạ, thưa cho tới giờ này thì cũng chưa biết là cái thái độ của chính phủ Chile nhưng cái sự việc này nó có thể tạo nên rất nhiều những trở ngại trong vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam và Chile và theo sự tường thuật của trang báo điện tử El Mostrador đó và kênh truyền hình Mega đó thì cái sự việc này khiến cộng đồng các nhà khoa học tại Chile đã bị sốc khá nặng nhất là khi những hình ảnh làm mất vẻ mỹ quan và lại gây ô nhiễm đã được phát giác ngay trong thời điểm Chile tổ chức hội nghị về tương lai của trái đất, một hội nghị khoa học quan trọng nhất tại Nam Mỹ. Vùng Nam Mỹ Latin. Yeah. Và chúng ta thấy được là cái vi cá này hình như là là một cái động vật được bảo tồn, chứ không phải để làm như vậy. Và các nhà khoa học của Chile, họ đã lên tiếng và nhận xét như thế nào về vấn đề như trên trên? Dạ thưa anh, thì bà Sylvia Early, một trong số những chuyên gia bảo vệ môi trường được kính trọng nhất thế giới thuyết trình về hiểm họa dịch chủng đối với loài cá mập hậu quả dẫn tới sự mất cân bằng của đại dương thì anh biết là hình như là bên Hoa Kỳ họ đã ra lệnh cấm vi cá rồi thưa phải không thưa anh hình, vì, như, là, hình như, như, là như là cũng vậy. vài năm trước đúng rồi dạ. không có cái cháo bào ngư vi cá dạ, dạ, đúng rồi. và tại vì họ đây là cái động vật mà chúng ta không muốn giết để lấy cái vây tại dạ. lấy cái vi của nó thì nó sẽ chết dạ. tại nó không còn bơi được nữa thành ra dễ như là giết một con cá có nghĩa là nó không có bảo tồn và rất quá tàn nhẫn với động vật. Đối với Hoa Kỳ họ không chấp nhận. Yeah. Nhưng mà đối với Á Châu thì đây là cái món ngon của những người người nhẹ nhiều của lắm tiền. Thì muốn ăn vậy vì cá. Và theo truyền thông báo chí của Chile thì có nhận xét phái đồng ngoại giao của Việt Nam dựa vào quyền bất khả xâm phạm để phạm tội hình sự hoặc mua bán sản phẩm của tội phạm. Và như vậy thì chúng ta thấy được là Tòa đại sứ Việt Nam và chính phủ Hà Nội đã có lời xác nhận hay phủ nhận về vấn đề này chưa thưa anh? Và cho đến hiện nay đó thì tòa đại sứ Việt Nam vẫn không có trả lời điện thoại của các phóng viên báo chí khắp nơi trên thế giới và được biết khi xảy ra sự việc này đó thì đại sứ Việt Nam không có mặt ở Chile và nhà công quyền Hà Nội thì cũng không phủ nhận nhưng họ cũng không đưa ra bất cứ một lời bình luận nào về sự kiện đáng tiếc như trên không trả lời phone không có lên tiếng dạ. thì chúng ta thấy được nó cũng hơi là tại vì thật sự có đính chánh hay là có giải thích thì ở trên thế giới người ta thấy hay hơn còn hơn là chỉ im lặng là vàng và này là chắc là đi theo cái 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 câu hồi xưa là chết im lặng là vàng. Thưa anh rất là khó đính chính tại vì cái hình ảnh hình ảnh của các Vi cá nó đã lan truyền đi Khi khắp nơi Của hàng sớm bỏ lên cái mái ngối yeah. thì sao Đâu có biết được của ai Thế yeah. <laughs> chơi chơi bây giờ mình cũng không có biết được cái sự thật yeah, nó yeah, như thế nào yeah. Nhưng mà thật sự thì nó nằm trên cái máy ngối nhà anh Thì đi đó cái luật Mỹ là phải là của anh không Dạ yeah. Đúng không Trong cái khuôn viên nhà của anh thì thường yeah. thường nó là của anh Thành ra cái đó là mình cũng đoán được Nhưng mà để coi cái bên phía Việt Nam sẽ yeah. lên tiếng như, như, nào. như thế nào Và yeah. chính quyền của Chile họ sẽ điều tra thêm Và chúng yeah. ta sẽ thấy được cái sự thật nó sẽ xảy ra như thế nào và đó là cái hai cái bản tin mà đang loan truyền trên các trang mạng internet xã hội truyền thông mà chúng ta thấy được là liên quan tới Việt Nam và thấy đó là cái điều mà chúng ta thấy không có được hay cho những cái hình ảnh của Việt Nam trên thế giới và quay qua Trung Quốc chút xíu trước khi chúng ta đi vào phần tin thông tin thương mại ngày hôm nay thì ngày hôm qua tại địa Trí và quốc bình cũng có nhắc chút xíu về vấn đề mà Trung cộng chỉ trích các cuộc tuần tra hàng hải và trên các tuyến đường tự do hàng hải Và Hoa Kỳ có mặt trong vùng biển này Thì trong những ngày vừa qua Trung Cộng đã có phản ứng gì Trước những cuộc tuần tra hàng hải tự do của Hoa Kỳ thưa anh. Dạ, thưa anh, thưa anh Bình, thưa tất cả quý vị Trong những ngày qua đó thì Trung Cộng đã lên tiếng công khai Để mà chỉ trích các cuộc Tuần tra hàng hải tự do của Hoa Kỳ Và phản đối việc chiến hạm tuần dương USS Hopper Đi ngang qua khu vực 12 hải lý Của bãi cạn Scarborough Mà Trung Cộng gọi là bãi cạn Hoàng Nham thuộc vùng biển Phi Lục Tân đã bị Trung Cộng à, chiếm giữ từ năm 2012 và về phía à, chính phủ Bắc Hàn cũng lớn tiếng lên án chiến hạm của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy cái chuyện này là cái chuyện à, Bắc Hàn không liên quan tới cái vụ biển bị mà đâu. Không có liên quan tới, vụ có liên này. Quan tới cái vụ à, tranh chấp này nhưng mà cũng không muốn cái sự hiện diện của Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã lên tiếng cho rằng à, chiến hạm của Hoa Kỳ đã vi phạm chủ quyền và lợi ích về mặt an ninh của trung cộng để đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của các tàu thuyền trung cộng hoạt động à, trong cái vùng biển này thì chúng ta thấy được là bắc hàn vẫn còn đồng minh với trung cộng Thật là khi mà thấy Vì Trung Cộng tới đàn anh thì đàn em lên tiếng đúng không? Yeah. Chứ tại vì Bắc hàng đâu có liên quan tới không vấn đề liên quan. tranh chấp. Yeah. đúng ra yeah. là phi luật tân phải lên tiếng thì đúng. Yeah. Tại đây là cái bãi cạn Scarborough, cái cái vùng tranh chấp giữa phi luật tân và của Trung cộng. Phi đề... luật tân thì đã có. Mình phi luật một... tân thì bây giờ lại đồng ý cho yeah. Trung cộng vào nghiên cứu khoa học, cứu khoa học ở vùng biển, vùng yeah. uh, biển của họ. Và cái bãi cạn này thì chúng ta thấy không lên tiếng nữa. Yeah. Và bây giờ bắt hàng tự nhiên ở đâu <laughs> không có liên quan thì cũng lên yeah. tiếng thật ra. Chúng ta thấy được là cái vấn đề nó xảy ra và nó liên quan tới nhiều quốc gia. Yeah. Và đó là cái vần của Trung Cầu và Bắc Hàn Chúng tôi xin được quay trở lại ngay sau một vài thông tin ngắn Để tiếp tục gửi đến vị trong chương trình thời sự trong ngày ngày thứ tư này Xin quý vị nhớ đón theo dõi